Các bạn thân mến, để giúp đỡ các bạn có thể ôn tập tốt chuẩn bị cho việc thi học kỳ 2 lớp 10 môn toán thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái bài toán ở trong đề thi học kỳ 2 của trường trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội. Bài toán liên quan đến bất phương trình chứa tham số. Và tôi nghĩ rằng là cái bài toán này cũng sẽ gây một cái sự khó khăn nhất định đối với các bạn khi mà các bạn chưa từng làm lần nào đấy, thì nó sẽ gây gây ra khá nhiều khó khăn đấy à, đối với bài toán này chúng ta sẽ phân tích một chút là cái điểm đặc biệt của cái bài toán này ấy đó là bất phương trình chứa tham số và chứa căn tuy nhiên thì các bạn cũng phải nhìn thấy được cái dấu hiệu quen thuộc của nó đó chính là sự xuất hiện của cái cái tổng và tích đúng không? Tổng của hai cái căn và cái phía sau đó là tích của hai cái căn. Và ở đây thì cũng là bài toán mà tìm m để bất phương trình nghiệm đúng nhưng mà không phải nghiệm đúng với mọi mà là nghiệm đúng với một cái giá trị uh, x thuộc cái khoảng xác định của hai cái căn này. Thế thì cái bài toán này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Ờ uh, cái phương phương án mà người ta hay hay làm kể cả đối với lại bất phương trình không chưa tham số thì vẫn là đặt ẩn phụ để đưa từ cái bất phương trình dạng căn này đưa về bất phương trình bậc, bậc hai quen thuộc. Đấy, thì chúng ta sẽ giải quyết được dựa trên cái bất phương trình đó. Thế thì những cái cái này có một cái chút khó khăn lát nữa trong cái quá trình mà hướng dẫn các bạn thì tôi sẽ nói thêm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc là phân tích bài toán cũng như là Đi tìm lời giải cho bài toán này à, Trước hết là như tôi vừa nói thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là Đặt ẩn phụ Và thường thường trong trường hợp này ấy, người ta sẽ hay đặt cái Cái tổng của hai cái căn Đó, Đặt ẩn phụ Chúng ta có Tôi sẽ đặt Cái căn bậc 2 của 3 cộng với x cộng với căn bậc 2 của 6 trừ đi x bằng t. Thế thì ở đây các bạn cũng nhớ một cái điều rằng là tại sao lại có cái cái dấu hiệu mà giúp ta đặt cái căn này thì ở đây ta để ý là cái này là có cộng x này, cái này có trừ x và lát nữa mà khi mà chúng ta đặt đấy và chúng ta bình phương lên thì ngay lập tức là cái x nó sẽ biến mất và nó sẽ tạo thuận lợi cho việc là chúng ta làm những cái khâu tiếp theo. Tuy nhiên thì đối với bài toán này nó nó lại vướng một cái điều là có chứa tham số m. Nên là khi mà chuyển từ cái 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 ẩn x về cái ẩn t thì chúng ta cần phải có cái điều kiện đi kèm, tức là x thuộc cái khoảng xác định như thế nào và t thuộc cái khoảng xác định tương ứng như thế nào hay nói cách khác là chúng ta cần phải tìm cái 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 khoảng xác định hay là khoảng giá trị của T tương ứng với X. T ở đây nó giống như một cái hàm của của x ấy. Thế thì ở đây các bạn lưu ý là cái điều kiện xác định của 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 cái phương trình này, cái, cái bất phương trình này, cũng chính là điều kiện xác định của các cái biểu thức căn này thì nó tương ứng với cái cái đoạn từ 3 đến 6 cái này tôi không nhắc lại cái việc tìm điều kiện xác định nữa mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể tìm được cái cái, cái tập giá trị của t tập giá trị của t tương ứng với cái giá trị x thuộc vào tập xác định thì Uh, nếu như bạn nào mà đã làm quen thuộc rồi thì các bạn sẽ biết ngay là ở đây chúng ta sẽ phải dùng cái bất ẩm thức chúng ta đánh giá Đương nhiên là có nhiều cái cách làm nhưng mà cái cách làm quen thuộc vẫn là sử dụng cái bất ẩm thức uh, Bunyakovsky để chúng ta đánh giá một chút Thế thì uh, ở đây cụ thể là các bạn sẽ có được Tôi sẽ đánh giá chỗ này để các bạn nhìn rõ chúng ta có là căn bậc 2 của 3 cộng với x này đúng không cộng với căn bậc 2 của 6 trừ đi x thế thì ở đây chúng ta có thể viết thành là một nhân và này đây. đây. Đấy. và chúng ta sử dụng bất đẳng thức Bunyakovsky chúng ta sẽ đánh giá được cái này luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng Đấy. căn bậc 2 của một bình này, cộng với một bình và phía sau của nó là căn bậc hai của 3 cộng với x tất cả bình phương cộng với căn bậc hai của 6 trừ x tất cả bình phương Đấy, chúng ta đóng ngoặc lại rồi và dễ dàng chúng ta tính được cái này là căn bậc 2 của 2 này đúng không? còn cái thằng này chính là 3 cộng x này cộng với 6 chữ x Đây. và nó bằng 3 căn 2 Đây. có nghĩa là cái giá trị t của mình ấy, trong trường hợp này nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3 căn 2 thì cái 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 nhỏ hơn hoặc bằng trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là t mà đặt bằng căn này thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không nhưng cụ thể là cái dấu bằng nó không đạt được vì vậy là chúng ta sẽ có là t luôn luôn lớn hơn không hay nói cách khác là ở đây chúng ta có được là t của mình sẽ luôn luôn lớn hơn không và nhỏ hơn hoặc bằng 3 căn 2 đấy tức là cái gì chúng ta đã đưa từ cái bài toán là gì đấy. Từ bài toán là tìm m để bất phương trình yêu cầu của bài toán sẽ tương đương với yêu cầu bài toán ở đây nó sẽ tương đương với việc là tìm m tìm m để cái bất phương trình bất phương trình này chúng ta sẽ sẽ biến đổi một chút chúng ta thay vào với ẩn t t bình phương này t này, đúng không ạ? trừ đi à, cái này thì chúng ta bình phương lên ở đây một chút là chúng ta có được là t bình thì sẽ bằng là 9 này, cộng với lại 2 các bạn uh, chú ý là là bình phương lên nhé sử dụng uh, thằng đẳng thức thôi Căn x nhân với 6 trừ x đấy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được là căn bậc 2 của 3 cộng x nhân với lại 6 chữ x nó sẽ bằng là t bình trừ đi 9 là chia cho 2 t bình trừ 9 chia 2 vậy chúng ta có cái số này là trừ đi t bình trừ 9 trên 2 nhỏ hơn hoặc bằng m ừ. tìm m để cái bất phương trình này uh, nghiệm đúng nghiệm đúng hay là đúng với mọi đúng như cái cái đề bài kia cho nó đúng với mọi t thuộc vào cái nửa khoảng từ 0 đến 3 căn 2. Đấy. Chúng ta chuyển từ bài toán với ẩn x thì thành bài toán với ẩn t. Và đến đây chúng ta sẽ có được là chúng ta quy đồng lên. Đấy nó sẽ trở thành là 2t này. Bởi vì 2 là số dương nên là chúng ta có thể nhân quy đồng vào bỏ mẫu luôn. Đấy t bình cộng với 9 này nhỏ hơn hoặc bằng 2m. Đấy. À, chúng ta đổi dấu một chút để cho nó dễ nhìn thôi là t bình này trừ đi 2t này trừ đi 2t à lớn hơn hoặc bằng trừ 2 m tôi đảo lại dấu một chút nhé cái này là trừ chín thành là, là cộng chín trừ chín thành cộng chín các bạn à, kiểm tra lại cho tôi một chút bởi vì tôi tính nhầm cái này tôi tôi viết lại một chút cho các bạn để nhìn hai t bình này nhỏ hơn hoặc bằng 2m 9 đúng không ạ đảo dấu đi thì là thành 9 2m đúng rồi đây mình đấy thì đến đây chúng ta sẽ làm thế nào nhưng mà vẫn nhớ là vẫn với điều kiện vẫn với cái điều kiện cái này tôi có lẽ là tôi viết lại một chút để cho các bạn tiện theo dõi cái này là 2m này tương đương với 2t trừ t bình Để lớn hơn xin lỗi vẫn là nhỏ hơn hoặc bằng 2m trừ 9 cái này là đúng với mọi vẫn là đúng với mọi t thuộc Được khoảng 0 đến 3 căn 2 nửa khoảng cái này cũng vậy đúng với mọi t thuộc à, và chúng ta đảo lại dấu thì tôi hay hay để cái hệ số của x bình là dương để nó không bị nhầm Đấy, thì chúng ta sẽ đảo lại dấu một chút là 9 trừ đi 2m đấy. cái này nghiệm đúng với mọi t thuộc khoảng từ 0 Đến 3 căn 2. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ đã được chuyển được cái bài toán từ bài toán là ẩn x về bài toán với ẩn là t và đương nhiên cái ẩn t này là chúng ta thấy là nó hoàn toàn là cái bất phương trình của dạng bậc hai thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà đối với bài này chúng ta xử lý theo nó không phải là nghiệm đúng với mọi x mọi t mà là nó nghiệm đúng với mọi t thuộc một cái một cái khoảng một cái đoạn nào đó. Thế nên là nếu mà nghiệm đúng với mọi t thuộc một cái khoảng một cái đoạn nào đó ấy, thì chúng ta lại không thể xử lý theo cái cái công thức mà chúng ta vẫn làm là lớn mà không với mọi x thuộc R nó sẽ khác đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng, tôi thì tôi thường hay sử dụng cái à, lý thuyết về đồ thị đồ thị của hàm bậc hai á lần trước tôi cũng đã tức là có một cái video trước tôi đã từng hướng dẫn cho các bạn cái cách và biện luận một cái bất phương trình dựa vào đồ thị bất phương trình chứa tham số dựa vào đồ thị thì cái cái phần này là chúng ta sẽ sử dụng như vậy thế thì để mà cái các bạn cứ coi như đây chúng ta sẽ đặt cái hàm f gọi là hàm ft đi đúng không Đó chính là bằng t bình trừ đi 2 t nó một là một cái hàm bậc 2 á Đấy, đặt cái hàm này thế thì để mà để cái ft lớn hơn hoặc bằng 9 trừ 2 m với mọi t thuộc vào cái khoảng nửa khoảng từ 0 đến 3 căn 2 thì chúng ta sẽ phải làm thế nào thì nó sẽ tương đương với việc là cái 9 trừ đi 2 m này chỉ hai mà nó sẽ phải nhỏ hơn nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị nhỏ nhất giá trị nhỏ nhất của hàm ft này giá trị nhỏ nhất của hàm ft trên cái khoảng trên cái nửa khoảng mà chúng ta đang xét đó là khoảng 0 3 căn 2 Đấy nó phải nhỏ hơn cái giá trị nhỏ nhất à, các bạn hãy hình dung là điểm ờ Hàm FT của mình là một cái đồ thị và đối với việc biện luận đồ thị thì các bạn cứ nhớ cho tôi rằng là cái ví dụ một cái bất phương trình có dạng là f(x) lớn bằng g(x) chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tương đương với việc là cái đồ thị của hàm f(x) này nó phải nằm trên, đấy, cùng nắm là là có một điểm bằng đấy đối với đồ thị hàm g(x). Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ sẽ dựa vào đó để chúng ta làm thế thì đối với đồ thị chúng ta sẽ có được cái đồ thị của hàm uh, ft các bạn có thể dùng cái bảng biến thiên cũng được nếu bạn uh, quen đồ thị hàm số ft thì chúng ta sẽ phân tích cái đồ thị hàm số này uh, đồ thị hàm số này là một cái hàm bậc hai đúng không ạ có có cái giá trị uh, đây tôi có thể vẽ luôn, minh họa luôn để các bạn tiện theo dõi. Chúng ta sẽ tìm ngay được cái giá trị của m. đây. có bề nõm quay lên phía trên, nó quay lên phía trên. và ở đây các bạn thấy rằng là cái giá trị một, cái giá trị t bằng một, trục đối xứng của nó đấy và nào còn nhớ thì chúng ta sẽ quay lại với trục đối xứng T 1. T 1 mà các bạn thay vào đây thì tương ứng cái được cái FT bằng âm -1 ở đây. Đấy cái tọa độ đỉnh của nó là 1 ở 1. Đấy, nó đi qua điểm gốc có tọa độ 0 0 và điểm đây điểm 2 0 2 đây. Đấy và cái đồ thị của nó có dạng như thế này. nó là cái parabol. À, tôi vẽ minh họa như vậy để các bạn uh, tiện theo dõi. Đấy, đồ thị của hàm số này có dạng như vậy. Thế thì để còn cái đường thẳng của mình, ấy, cái cái thằng, uh, đây, cái thằng đường thẳng của mình. cái đường thẳng của mình nó là cái đường thẳng mà song song với trục ối cắt trục ối tại điểm có tung độ bằng 9 đây cái tung độ này. Đấy. cái tung độ này có giá trị là 9 trừ đi 2 m đấy vậy thì ở đây muốn mà cái đồ thị hàm ft này đồ thị hàm ft này tức là muốn cái FT mà lớn hơn hoặc bằng thì cái phần đồ thị của hàm FT phải nuốt luôn, luôn nằm trên nằm trên cái đường thẳng này. Trên cái khoảng đó là nửa khoảng 0 3 căn 2. Thế thì các bạn biết là với x bằng 0 thì đây. Đấy, với x bằng 0 thì cái giá trị tương ứng của FT là 0. Với giá trị 3 căn 2. 3 căn 2 các bạn thay vào các bạn sẽ được là à 18 này đúng không ạ? 18 3 căn 2 2 nhân với lại 3 căn 2. Đấy như vậy chúng ta có là 18 trừ đi 6 căn 2. Đấy 18 trừ đi 6 căn 2 thì đương nhiên các bạn thấy là nó mang nó nó mang dấu dương. Nó tầm khoảng trên này. Là loại là với giá trị 3 căn 2 thì nó lớn hơn 3 một chút đấy nên tầm phía trên này. Đấy. Đấy đây là giá trị 3 căn 2. Tôi tôi vẽ minh họa thôi để cho các bạn hiểu được là thế thì cái phần đồ thị của hàm số đây trong trường hợp này nó sẽ như thế này. Rất may trong trường hợp này là giá trị nhỏ nhất nó trùng với giá trị nhỏ nhất của cái hàm số luôn đấy nó nó nằm trong phần này vì vậy cái phần đồ thị muốn cái cái đồ thị mà luôn đúng với mọi tê đây đấy, luôn đúng với mọi tê thì cái phần đồ thị màu hồng của tôi này tô tô này đấy thì nó phải nằm ở phía trên cái đường thẳng cái đường thẳng y bằng 9 trừ đi hai m đấy, nó phải luôn nằm trên luôn nằm trên trên cái 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 khoảng này Vậy thì khi đó chúng ta rất là dễ dàng thấy được là để mà nó luôn nằm trên không có cái khoảng đồ thị nào nằm dưới thì chúng ta sẽ sẽ phải có là, là cái giá trị cái cái yêu cầu của bài toán nó sẽ tương đương với cái yêu cầu của bài toán nó sẽ tương đương với là gì à, 9 trừ đi 2m 9 trừ 2m này phải nhỏ hơn cùng nắm là bằng âm 1 đấy và điều này tương đương với việc là 9 trừ đi 2m các bạn chuyển vế với dấu sang thì chúng ta có được là 2m phải lớn hơn hoặc bằng 9 cộng 1 bằng 10 đúng không ạ? 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy tương ứng với lại m ở đây phải lớn hơn hoặc bằng bằng 5. Đấy. Vậy cái cái giá trị mà chúng ta tìm được ở đây đó là m lớn hơn hoặc bằng 5 m lớn hơn hoặc bằng 5. Đây. Thế thì đây là một cái bài toán có thể nói rằng là nó sẽ sẽ gây được cái sự khó khăn nếu như các bạn chưa từng làm làm lần là nào, thậm chí là các bạn đã làm rồi cũng sẽ rất cảm thấy rất là bối rối, nhất là trong đoạn mà chúng ta chuyển cái yêu cầu của bài toán từ yêu cầu đối với biến x đúng không ạ? Đối với biến x như thế này, về bài toán là đối với biến t chúng ta phải có cái bước chúng ta phải có cái bước chuyển như thế này Đấy. hy vọng rằng là các bạn đã hiểu những cái gì mà tôi đã trình bày nếu mà các bạn còn chưa rõ những cái điểm nào thì các bạn có thể bình luận thêm bên dưới video và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu được cái bài toán này cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và video xin được phép tạm dừng tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo các bạn đừng quên là like và chia sẻ video nếu các bạn cảm thấy video có ích cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn